Truyện tranh Tiên Học Lễ tập 9, Cô Gái Yêu Nước, Xã Thần Cứu Dân, Chịu Chết Một Mình. Cô Gái Yêu Nước. Vào lúc nước ta thuộc nhà Minh ở tỉnh Nam Định, có vợ chồng người nông dân tên Lương. Ông bà Lương sinh được một cô con gái nhan sắc mặn mà. Ông bà đặt tên cô ta là Huệ. Từ thuở bé, cô Huệ đã hiểu nỗi đau khổ của dân chúng vì sự hà khắc của quân Minh. Ông Lương đâu? Hôm nay tới phiên ông lên rừng tìm ngà voi. Tại sao họ bắt cha làm những chuyện khó khăn như vậy thưa mẹ? Họ cai trị nước ta, họ bảo gì thì phải làm con ạ. Không riêng mình cha con phải khổ, cả nước đều khổ cả. Mong sao có một đấng anh minh nào đó đứng lên đánh đuổi chúng. Con mà lớn con sẽ đánh chúng, nói bậy chết đấy con. Khi cô Huệ vừa lớn, cha mẹ cô đều qua đời. Cô Huệ phải đi làm thuê ở những vùng lân cận. Nay việc này, mai việc khác, cô Huệ trôi dạt từ đến kinh đô Thăng Long. Cô Huệ lăn la tìm việc làm. Quán tôi đang cần một đào hát, cô biết hát không? Cháu biết hát, cho cháu thử ạ. Chủ quán không ngờ cô Huệ lại hát rất hay. Thế là cô Huệ trở thành đào hát. Không bao lâu sau, cô Huệ vang danh khắp kinh đô, đến nghe cô đào Huệ hát. Và cũng từ đó người ta gọi cô là đào Huệ. Một thời gian sau, dành dụm được ít vốn, ta mở một quán rượu. Nhờ có tiếng, quán rượu của đào Huệ rất đông khách. Nhiều bậc vương tôn công tử đến cầu hôn nàng, nhưng đào Huệ đều từ chối tất cả. Ta còn mục đích phải giúp dân giúp nước, chưa thể lập gia đình. Rồi bọn lính nhà Minh cũng kéo đến quán nàng. Mời các đại nhân vào, tôi sẽ hát cho các đại nhân nghe. Ha, vừa có rượu ngon, vừa được nghe hát, tuyệt lắm. Đào Huệ rất thân thiện với bọn lính nhà Minh. Điều đó làm nhiều người ghét nàng, thứ người nịnh bợ quân xâm lược. Nhưng Đào Huệ không oán trách, rồi có ngày họ sẽ biết mục đích của ta. Một ngày kia, có ông Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn, khí thế bừng bừng. Bác nói khẽ kẻo chúng nghe thì khốn. Sợ gì, tôi sẽ vào Lam Sơn gia nhập nghĩa quân của ông ấy đánh chúng. Bác vào trong, tôi có chuyện muốn nói. Bác vào Lam Sơn xin giúp tôi một việc. Tôi quen nhiều lính mình, tôi sẽ dò thám quân tình của chúng. Thì ra bấy lâu này cô thân thiện với chúng là có mục đích. Vâng, tôi oán hận chúng từ lúc còn bé, bây giờ đã đến lúc. Một thời gian sau, có người ở Lam Sơn đến gặp cô đây. Nghĩa quân sắp tấn công Thăng Long, cô giúp chúng tôi loại bớt đám quân canh giữ cửa đông. Kế hoạch như thế này cô làm được không? Cô suy nghĩ cho kỹ. Việc rất nguy hiểm đấy, bị lộ là chúng giết cô ngay. Tôi sẽ làm, dù có chết tôi cũng hãnh diện vì được chết cho nước nhà. Tốt, tôi sẽ cho cô biết ngay giờ. Từ đó đào Huệ càng mật thiết với bọn lính Minh hơn. Hôm nay tôi đãi quý vị đại nhân tha hồ mà uống, không lấy tiền đâu. Bọn lính Minh say khướt, các vị cứ ngủ lại quán, sáng hãy về. Cứ thế quân Minh không còn lo ngại gì tới quán nàng. Một hôm, ngộ đến uống bữa chia tay với nàng, mai ngộ đi. Đại nhân đi đâu? Ngộ đi tăng cường cho các nơi hiểm yếu, quân của Lê Lợi đánh khắp nơi, mệt quá. Các vị kia có đi không ạ? Đi, đi gần hết. Còn lại ít thôi. Thời cơ đã đến, báo ngay cho nghĩa quân.
Cô Đào Huệ báo quân giữ thằng Long đi tăng viện chỗ khác rất nhiều. Trong thành không còn nhiều quân, ta tấn công. Báo cho cô ấy biết ngày giờ. Mấy ngày sau, tối nay Huệ này cũng đã quý đại nhân, cứ uống thoải mái. Uống chớ, say có chỗ ngủ mà, lo gì. Bọn lính say mềm, ngồi đi ngủ đây, sáng sớm đánh thức ngồi dậy nhé. Chúng ngủ say cả rồi, ra tay đi. Đào Huệ cùng cô người hầu lấy túi vải trùm bọn lính lại, cột cho chặt đấy. Đám lính gác cửa không còn bao nhiêu, chúng nó say, ngủ ở quán Đào Huệ cả rồi. Đến nửa đêm, tấn công. Cửa thành không có nhiều quân chống giữ, vỡ tan ngay. Nghĩa quân tràn vào, gọi bọn ở quán Đào Huệ về ngay. Về về có biến. Đâu hết rồi. Xuống sông cả rồi, cho mày đi theo chúng luôn. À, con này là đội gián, giết. Cô Đào Huệ bị bọn lính mình giết chết. Rồi bọn lính ấy cũng phải chết dưới tay nghĩa quân. Kinh đô Thăng Long được giải phóng. Bọn xâm lược bỏ chạy về nước. Ta đã giành được độc lập. Lê Lợi lên ngôi vua, phong cho Đào Huệ làm phúc thần kiến quốc Trình Liệt Phu Nhân, lập đền thờ ở huyện Thọ Xương, phố Hàng Trống, Hà Nội. Dân chúng gọi đền ấy là đền Đông Hương. Xã thần cứu dân. Vùng Tân Kiển xưa kia là nơi rất sung túc, không kém gì Chợ Lớn Bến Nghé, Sài Gòn. Mùa xuân năm Canh Dần 1770, dân chúng vùng Tân Kiển vui chơi thưởng xuân. Thình lình, cọp cọp bà con ơi, chạy đi. Con cọp phát suốt hướng từ rừng sát chạy đến. Nó giết hại nhiều người. Báo quan ngay đi. Dân chúng chạy đến đồn dinh Tân Thuận. Quan trấn đồn phái một toán quân đi. Đó kìa, bao nó lại, không cho chạy. Con cọp vừa hung dữ vừa khôn ngoan. Nó rút vào các bụi rậm thủ thế. Xông vào bắt nó. Xin các vị khoan động thủ. Bần đạo là Tăng Ẩn, đệ tử của bần đạo là Trí Năng. Bần đạo xin góp ý để diệt trừ con thú dữ. Con cọp khôn ngoan giấu mình trong bụi rậm. Các vị không thấy nó mà cứ vào, ắt sẽ có thương vong. Tuy bần đạo đã thí phát quy y, không sát sinh, nhưng vì dân, bần đạo sẽ diệt nó. Thưa thầy, xin thầy để việc này cho con. Tuy con có sức hơn ta, nhưng con không có kinh nghiệm đối phó với nó. Cứ để ta, đừng lo. Rồi ông Tăng Ăn xông vào. Con cọp hùng hổ xông ra. Ông Tăng Ăn trổ hết tài nghệ tấn công nó. Con cọp yếu thế lui dần. Ông Tăng Ăn tấn công dữ. Cùng đường con cọp bỗng trở nên hung dữ lạ thường, nó liều mạng phóng tới. Ông Tăng Ân lùi lại thủ thế. Không may ông vấp té. Con cọp phóng tới vồ lấy ông. Trí Năng vội nhảy vào, tung mấy đòn chí mạng. Con cọp ngã lăn ra chết ngay. Thầy ơi, thầy có sao không? Ta bị thương nặng, khó lòng qua khỏi. Nhưng ta rất mãn nguyện vì ta đã diệt được một mối họa cho dân lành. Rồi ông Tăng Ăn trút hơi thở. Thà ông ấy hy sinh một mình chứ không để chúng ta hy sinh nhiều người. Dân chúng tiếc thương ông vô vàn. Họ an táng ông tại chỗ trên mộ có xây tháp ghi công đức. Ngày nay tại đình Tân Kiển, Sài Gòn có vẽ hình một con cọp thật to,
nhắc lại thành tích của người xưa đã xả thần cứu dân. Chịu chết một mình. Đợi Hồng Đức, vua Lê Thánh Tông sinh được nàng công chúa xinh đẹp tên là Mai Châu. Công chúa Mai Châu rất thông minh và can đảm. Ai cũng thương mến công chúa vì đức tính bác ái của nàng. Nghe mẹ tôi ốm, công chúa cho tôi tiền gửi về đây. Năm công chúa lên 13 tuổi, các bộ lạc vùng Ngũ Quảng nổi dậy chống người Việt. Ai sẽ dẫn quân vào dẹp loạn, ông nào cũng tìm cách từ chối là vì sao? Bọn loạn quân rất hung dữ, nên các quan rất sợ. Họ sợ thì ta đi, ép họ đi, tội nghiệp. Xin phụ vương cho phép con đi. Nhà vua chấp thuận, ban cho công chúa 10 chiến thuyền. Đoàn chiến thuyền của công chúa Mai Châu xuất quân. Đoàn thuyền đến Quảng Bình. Có sóng lớn, coi chừng. Trời đang tốt, sao bỗng nhiên lại có sóng to gió lớn. Sóng càng lúc càng dữ tợn. Theo tôi thì cơn sóng dữ này là do Long Thần gây ra. Có lẽ là Long Thần muốn bắt công chúa. Công chúa liền bước ra mũi thuyền. Nếu Long Thần muốn bắt ta, ta đồng ý. Nhưng trước hết phải ngừng ngay cơn sóng dữ này, lại kẻo hại đến quân sĩ của ta. Cơn sóng dịu lại ngay, đúng là như vậy. Xin công chúa đừng làm như thế. Không làm thế, Long Thần sẽ nhấn chìm cả đoàn thuyền. Thà một mình ta hy sinh để cứu tất cả, các người chớ bận tâm. Dứt lời, công chúa Mai Châu lao xuống nước. Bầu trời trở nên hoang đãng. Quân lính tiếc thương công chúa vô cùng, một tấm gương hy sinh cao cả. Được hung tin, vua Lê Thánh Tông lập tức đến nơi. Dùng kiếm chiếu yêu rọi xuống tìm sao huyệt Long Thần. Tâu bệ hạ, sao huyệt kia rồi. Bắn súng thần công xuống. Long Thần, hãy trả công chúa lại cho ta. Long Thần sợ hãi vội vàng trả xác công chúa lại.